Vâng, hôm nay Tùng Nguyên Audio sẽ thông báo hàng về một cặp bát súp 50 mà giờ xếp màng sơn dầu bóng ngon bổ rẻ anh em nhé. Bên Tùng Nguyên Audio có rất là nhiều, em nói luôn là bên em có rất nhiều dòng bát 50, nhưng dòng này em nói luôn là ngon bổ rẻ. Từ 220 có 100 lít nhọn viền xanh, hàng nhập khẩu nhà máy Trung Quốc. Màng sơn dầu bóng gân vải tẩm dầu là 3 gân. Màng sơn dầu bóng nhé. Con này là từ 220 thì con bác các bác đánh đẩy cho em 800W một kênh đánh được. Đánh súp gia đình, đánh loa kéo, đánh sự kiện, đánh súp đơn, súp kép. Và có bán lẻ cho anh em một cái từ cái dòng 30, 40 và 50. Tùy các cấu hình. Và riêng bát súp 40 và 50 giờ xếp em đều bán lẻ cho các bác một cái thì các bác về làm súp hơi. Đấy, từ 220 có 100 kẹp lỗ thép trắng này. Cô 100 từ 220 thì hôm nay về hàng và giới thiệu cho anh em để anh em biết đến này. Cập nhật về hình thức và về giá này. Đít nhọn viền xanh nhá. Ở trên thị trường thì giờ xét thì cũng rất là nhiều loại. Và cái loại này thì em loại và phân khúc là bình dân ngon bổ rẻ. Đấy. Thì anh em có nhu cầu đến cặp bát này là 3,5 triệu một cặp, được bao ship toàn quốc anh em nhá. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Em có cặp bát 50 này để cho anh em chơi loa kéo sự kiện, rồi là phân khúc gia đình, nói chung là mua lẻ một cái bán một cái, mua đôi bán một đôi. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào anh em trong clip mới nhá.